Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay. Hiện nay thì Hùng đang ở trên đường Trường Sa thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và theo Hùng được biết thì lễ hội thả hoa đăng là sự kiện được chùa Pháp Hoa tổ chức vào mỗi mùa Phật đản hàng năm. Đây được coi là lễ hội thả hoa đăng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông báo của chùa Pháp Hoa, lễ thả hoa đăng năm nay sẽ vào ngày 12 tháng 5, tức là đêm nay vào lúc 18 giờ. Tuy nhiên thì một trận mưa lớn bất chợt xảy ra nên bây giờ mình mới lên đến nơi. Và ngay lúc này đây, bất chấp những cơn mưa nặng hạt, hàng ngàn người dân và Phật tử vẫn đổ xô về để chờ tham dự đại lễ. Và hiện nay thì mình vẫn chưa đến được ngôi chùa. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng lách lên gần đến ngôi chùa để review cho các bạn cùng chiêm bái với mình nhé. Kẹt lắm các bạn nha. Bây giờ thì mình đang cố gắng lên đến chùa này, người dân đang để xe ở hai bên đường, vừa ăn uống vừa tổ chức xem nếu mà thả hoa đăng đấy. Hiện nay thì mình đang trên đường lên chùa, tổ chức vào lúc 6:30 là tổ chức lễ Phật đản, nhưng mà mình thì trời mưa ấy các bạn, mình không có lên được. Và bây giờ thì mình mới lên đến nơi, hiện nay đang là gần 7 giờ rồi các bạn ơi. Mình chạy trên đường mưa lắm nên mình không lên kịp. Cố gắng luôn lách để lên đến nơi các bạn. Thường thì ngày lễ Phật đản sẽ được tổ chức vào ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 hàng năm các bạn, nhưng sẽ tùy từng ngôi chùa nhé. Có thể là do tùy từng ngôi chùa người ta sắp xếp khách mời đến dự tham dự đấy. Như theo mình được biết thì hàng năm ấy là các nước trên thế giới ấy thì là những ngày này là được ngày lễ được nghỉ luôn, tức là nước đó người ta công nhận là nghỉ lễ, ngày nghỉ lễ. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì ngày này không phải là ngày nghỉ lễ ha các bạn. Nhưng lễ Phật đản là một ngày lễ lớn để tưởng nhớ đến Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca ra đời vào năm 624 trước Công nguyên. Hai bên đường người dân, một phần xe cộ của quán xá, một phần người dân gửi xe để chuẩn bị xem lễ hội thả hoa đăng rất là đông. Lúc nãy mình tính đi sớm mà do trời mưa ấy, mình lên đây là trễ lắm rồi các bạn. Mình cố gắng lên đến nơi rồi mình để xe vào một chỗ rồi mình sẽ quay. Bữa nay có gì vậy? Phật đản anh ơi. Hiện nay thì mình gần đến ngôi chùa rồi.
Ê, bây giờ là 8 giờ rồi chứ không phải 7 giờ các bạn ơi. Gần 8 giờ rồi. Hai bên đường các bạn bực sông bên kia các bạn coi kìa. Người dân đang đứng rất là đông nha, để chuẩn bị coi lễ hội thả hoa đăng. Ở hai bên đường kênh Thị Nghè này theo như mình quan sát thì có khoảng tầm đến 6 đến 7 ngôi chùa cùng những tu viện nhỏ nhỏ nha. Nhưng mà có khả năng là ngày lễ người ta sẽ tổ chức khác nhau và không trùng ngày. Kẹt lắm rồi, giờ có khả năng không đi được các bạn. Ngoài những người tham gia thả đèn thì hàng ngàn người dân cũng đổ về dọc hai bên bờ kênh để theo dõi lễ hội nhé. Khiến giao thông ở hai tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa, đoạn cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sĩ ùn tắc nha các bạn ơi. Hiện nay thì đang kẹt xe lắm. Các bạn có thể thấy bên kia người dân đang tận dụng lề đường để làm bãi giữ xe. Có rất nhiều xe được gửi. Và thường thì là những người giữ xe này có thể khả năng là người dân của địa phương. Chứ không phải là một cơ quan hay ban ngành nào đó đâu các bạn. Hình như người ta thả rồi kìa các bạn ơi. Mình đã đến chùa Pháp Hoa rồi nha, chắc mình tạt qua là. Kia đã là cầu Lê Văn Sĩ rồi. Cho anh gửi đi em. Em không ở đây không có gì hết nữa. Anh quay video có người ngồi đây cũng được. Được không em gái? Cố gắng giúp anh một xe thôi. Anh ngồi đây nè, rồi ạ. Ờ, có một người giữ rồi anh thanh toán sao em? Đi lên đây để cho nó để. Anh cố gắng lên đến ngôi chùa đấy. Mình sẽ len lên đến ngôi chùa. Cứ lên chỗ kia coi đẹp không? Và theo như mình được biết thì lễ hội thả hoa đăng trên kênh Yêu Lộc Thị Nghè là một trong những sự kiện không thể thiếu của người dân thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp lễ Tết, nhất là mỗi khi đại lễ Phật đản diễn ra. Và năm 2021 thì do dịch Covid nên chính vì vậy đại lễ Phật đản không diễn ra. Và năm nay là năm 2022 thì đại lễ đã diễn ra sau 2 năm. Nên người dân kéo đến đây rất là đông các bạn. Và sau khi đại lễ Phật đản ở trong chùa vừa kết thúc thì lúc đó những cánh đèn hoa đăng sẽ được thả xuống dòng sông. Mọi người sẽ ra khuôn viên ngoài để mua đèn hoa đăng, sau đó ghi những ước nguyện của mình vào những cánh sen. Và họ sẽ cầu phước cho gia đình mình, cho những người thân yêu của mình, sau đó họ sẽ đem xuống dòng sông để thả. Lúc này có đến hàng ngàn người đang kéo nhau lên cầu Lê Văn Sĩ xung quanh bờ kênh Nhiêu Lập. Và theo như mình được biết thì ý nghĩa dân gian của hoa đăng có nghĩa là đèn hoa đăng. Lễ hội thả hoa đăng là lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa. Hoa đăng cũng thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần và giá trị của tâm linh, văn hóa của người Việt vào những ngày đại lễ lớn. Đặc biệt là lễ hội đầu năm mới, lễ Thượng Nguyên, đốt đèn mừng lễ hội và cầu nguyện quốc thái dân an. Còn ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng trong Phật giáo, đó là một trong những danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, nghĩa là hào quang của Ngài chiếu khắp mọi nơi, soi rọi đường cho chúng sanh bước ra khỏi sinh tử. Ánh sáng còn tượng trưng cho trí tuệ, Ngài dùng trí tuệ để ra hóa chúng sanh. Từ trong đêm tối nhờ vào ánh sáng trí huệ mà thoát khỏi vô minh tăm tối. Đây là điều có thể lý giải được. Trong thế giới ngày nay, vấn đề ánh sáng rất cần thiết cho mọi sinh hoạt của con người. Cũng như vậy, ánh sáng của trí huệ đưa con người ra khỏi u mê.
Và ngoài ra thì trong Phật giáo còn có Phật Dự Sư, cũng được gọi là Lưu Ly Quang Như Lai, cũng cùng chung một ý nghĩa này. Và theo mình được biết thì lễ hội thả đèn hoa đăng của chùa Pháp Hoa năm nay có sớm hơn so với dự định là 2 ngày. Vừa rồi thì các Phật tử và Tăng Ni vừa làm đại lễ Phật đản ở trong chùa xong. Và các bạn có thể quan sát thấy, cứ mỗi dịp như thế này chùa Pháp Hoa cũng trang hoàng rực rỡ với hàng trăm đèn lồng và hoa sen, tạo lên khung cảnh lung linh cho tuyến kênh nhiều lần. Và người tham dự lễ có nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng phần đông là các bạn trẻ. Và sau trận đại dịch của năm 2021, trải qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì nhà chùa mới tổ chức lại. Mình nghĩ đa số lời ước nguyện mà người dân và Phật tử gửi kèm những chiếc hoa đăng là lời cầu mong cho sức khỏe, bình an cho gia đình mình và bản thân, cũng như những người thân và bạn bè của mình. Và vừa rồi thì mình cũng đã cố gắng vào được đến đây để quay toàn cảnh ngôi chùa cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Còn bây giờ thì mình sẽ rông ra hướng ngoài để quay tiếp người dân thả đèn hoa đăng xuống dòng kênh Nhiêu Lộc. Ba cô bé này đang cặm cụi ghi những ước nguyện của mình lên những cánh hoa sen, mong rằng điều ước của họ sẽ thành hiện thực. Đây có rất nhiều những bạn trẻ đang ngồi ghi những cái ước nguyện của mình vào cánh hoa sen các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống phía dưới của dòng kênh ha, để xem người dân thả hoa đăng từ trên của chùa Pháp Hoa sẽ trôi xuống dưới. Bây giờ người dân rất là đông các bạn. Mình là hôm nay lên rất trễ nha. Hai bên đường rất là đông người đang đứng coi. Hôm nay thì mình đã lên trễ và không có coi được, kịp được các Phật tử trong chùa làm lễ Phật đản các bạn. Lúc này thì mình chỉ có thể quay người dân thả đèn hoa đăng xuống dòng kênh Nhiêu Lộc thôi. Nó có ba chức năng luôn. Chức năng gì? Đó thì mình tắm ở trên đó. Dễ sao quá. Qua đâu chị đưa lên trên. Rồi đi vô đó tôi tải dùm cho. Nè. Có ai muốn nó sao cũng vô thôi. Mẹ chứ ai. Cà mấy, muốn cà mấy. Cà mấy không cà mấy. Được đi. Vậy hẳn nè đó. Thank you.
Vừa rồi thì mình mệt quá, mình đưa cho Caramel ra quay, mình ngồi coi xe lúc các bạn. Trong đấy đông người đó. Và hôm nay là ngày 12 tháng 4. Và chùa Pháp Hoa có tổ chức lễ hội Thảo Hoa đang là ngày lễ Phật đản lớn nhất trong giáo hội Phật giáo ấy. Thì mình cũng đã review cho các bạn cùng coi rồi. Bây giờ thì mình xin phép dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt các bạn.